Tiên tri 8 đại kiếp nạn 2024, kiếp nạn cuối cùng là khủng khiếp nhất. Trong các video trước, chúng ta thường đề cập tới rất nhiều các lời tiên tri và dự ngôn từ cổ chí kim. Điều này khiến không ít người tự hỏi tại sao hầu hết các tiên tri đều nói về những điều không may. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, các thảm họa thiên nhiên dồn dập kéo tới đã xác thực những lời tiên tri này. Đáng sợ hơn nữa là trong vài tháng tới, 8 dự đoán sau rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Nhân loại sẽ phải đối mặt với 8 đại kiếp nạn còn nguy hiểm hơn cả đại dịch Covid-19. 1. Trái đất trở nên tăm tối. Trái đất của chúng ta ban đầu vốn nằm trong vùng thích hợp cho sự sống của vũ trụ, có môi trường an toàn và ánh sáng ổn định. Nhưng vùng đất nơi con người sinh sống này đang nóng lên, không thể kiểm soát được và thậm chí đang dần trở nên tối hơn. Liên minh Địa vật lý Hoa Kỳ tuyên bố rằng hơn 20 năm qua, kể từ năm 1998 đến nay, tần suất phản xạ của trái đất đã giảm đáng kể. Điều này có nghĩa là độ sáng của hành tinh chúng ta đang không ngừng suy giảm và kể từ đầu thế kỷ 21 đã giảm khoảng 50%, thậm chí còn có xu hướng nhanh chóng tối đi. Thời kỳ đầu, bầu trời nhìn xa còn xanh, nhưng hiện giờ nó là màu xanh đậm. Lẽ nào ánh sáng trên trái đất đang dần biến mất? Vấn đề trái đất dần trở nên tối đi từ 19 năm trước đã được nhóm thám hiểm khoa học phát hiện ra và bắt đầu nghiên cứu. Trong 19 năm qua, độ sáng của ánh sáng mặt trời phản xạ từ trái đất lên mặt trăng đã giảm đi. Tỷ lệ phản xạ giảm khoảng 0,5%. Thậm chí, trong 3 năm, từ 2017 đến 2020, mức sụt giảm đã lên tới 0,8%. Nó cho thấy xu hướng sụt giảm đang tăng tốc rõ ràng. Hiện các nhà khoa học xác định rằng nguyên nhân chính khiến trái đất tối đi là trái đất giảm phản xạ ánh sáng mặt trời và hấp thụ nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Sau khi tia nắng mặt trời đến trái đất, đầu tiên nó sẽ được bầu khí quyển phản xạ mất một phần. Sau đó, nó sẽ bị các đám mây chặn lại và phản xạ mất một phần lớn hơn. Sau khi lên đến bề mặt trái đất, nó sẽ bị phản xạ bởi băng, đại dương, hồ và tuyết. Do sự nóng lên toàn cầu, mực nước biển và nhiệt độ đại dương tăng lên, khiến các đám mây sáng trên trái đất giảm. Điều này làm suy yếu khả năng phản xạ của trái đất. Hơn nữa, trong trường hợp trái đất nóng lên, các trọm băng ở Nam Bắc Cực tan chảy ra. Điều này cũng dẫn đến khả năng phản xạ ánh sáng mặt trời của băng và tuyết bị giảm đáng kể. Phản xạ giảm, ánh sáng và nhiệt trên trái đất tăng, làm cho trái đất nóng lên càng gay gắt hơn và nhanh hơn. Trái đất tối và nóng lên là một vấn đề rất tồi tệ và khó giải quyết. Đây cũng là vấn đề lớn mà loài người sẽ phải đối mặt và gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với điều kiện sinh tồn của con người. Thời tiết khắc nghiệt và thiên tai trong những năm gần đây như mưa xối xả, bão, nhiệt độ cao, hạn hán, về cơ bản là do trái đất tối và nóng lên. Tình hình hiện tại của trái đất đã trở nên rất tồi tệ. 2. Nước sông màu máu. Đầu năm 2020, thành phố Norilsk ở Siberia đột nhiên xảy ra một sự cố rò rỉ dầu diesel. Khoảng 20.000 tấn dầu đã tràn ra con sông gần đó. Dòng sông hòa lẫn với dầu, ngay lập tức chuyển sang màu đỏ sẫm. Nhìn từ trên không, trông giống như trái đất đang có một vết thương rỉ máu. Các nhà hóa học cho rằng đây không phải là việc ngẫu nhiên, mà là một hiện tượng tự nhiên, có sự can thiệp của con người, còn được gọi là hiện tượng tảo nở hoa hay nước nở hoa. Hiện tượng tảo nở hoa đã trở thành một mối nguy hiểm trên toàn thế giới. Nó thường xuyên xảy ra ở các khu vực như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Canada, Pháp, Philippines, Hàn Quốc, Hồng Kông. Trước hết, sự xuất hiện của các hiện tượng này sẽ phá hủy cấu trúc sinh thái bình thường của đại dương. Vì vậy, nó cũng phá hủy quá trình sinh sản thông thường ở đại dương, từ đó đe dọa sự sinh tồn của sinh vật biển. Thứ hai, một số sinh vật nở hoa bài tiết ra chất nhờn, bám vào mang cá, tôm và các sinh vật khác, cản trở hô hấp và gây ngạt thở. Những sinh vật biển ăn phải những sinh vật chứa độc sẽ bị ngộ độc và tử vong. Con người ăn hải sản chứa độc tố cũng có thể gây ra hậu quả tương tự. 3. Cuộc khủng hoảng lương thực.
hiện nay thế giới đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực mới. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, tổng cộng có từ 720 triệu đến 810 triệu người trên toàn thế giới đang phải vật lộn với nạn đói vào năm ngoái. Con số này nhiều hơn khoảng 160 triệu người so với năm trước. Đến nay, các dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm trên toàn cầu và toàn cầu lại phải đứng trước nguy cơ thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, thời tiết cực đoan thường xuyên xuất hiện trong những năm gần đây, chẳng hạn như bão và hạn hán ở Bắc Mỹ, sóng lạnh và hạn hán ở Nam Mỹ. Những điều này khiến cuộc khủng hoảng lương thực trên toàn thế giới ngày càng nghiêm trọng. Theo dự báo của chương trình Lương thực thế kỷ của Liên Hợp Quốc, thế giới sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất trong 50 năm qua. Vấn đề lương thực của năm tới cũng sẽ trở nên gay gắt hơn. Dự kiến, toàn cầu sẽ gia tăng hàng trăm triệu người đói. Tháng 6 đến tháng 8 năm ngoái, nhiệt độ trung bình ở Hoa Kỳ vượt quá kỷ lục của năm 1936. Trên khắp Bắc Mỹ, hàng trăm người đã chết vì nhiệt độ cao trong mùa hè này. Ngay cả sinh vật trên bờ biển cũng bị đột tử hàng loạt do nhiệt độ quá cao. Nhiệt độ cao đồng thời kéo theo hạn hán. Đặc biệt là phần phía tây của Hoa Kỳ, hầu hết các khu vực ở trong môi trường hạn hán cực đoan vào mùa hè. Hạn hán nghiêm trọng đã làm giảm sản lượng cây trồng. Ngoài hạn hán, Bắc Mỹ còn thường xuyên hứng chịu các trận cuồng phong trong 2 năm qua, giống như cơn lốc xoáy lớn năm ngoái đã tấn công các đồn điền ngô ở Iowa, Hoa Kỳ, thiệt hại hơn 50% sản lượng ngô ở Hoa Kỳ. Và khí hậu khắc nghiệt ngày càng trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây. Sản xuất lương thực cũng đối mặt với những thách thức ngày càng gay gắt hơn. Nhiều người e ngại rằng việc giảm sản lượng lương thực thường xuyên sẽ đẩy giá lương thực lên cao hơn nữa. 4. Núi lửa phun trào có thể hủy diệt hành tinh. Siêu núi lửa phun trào sẽ để lại hậu quả thảm khốc. Chúng có thể hủy diệt cả trái đất. Trong trường hợp xấu nhất, siêu núi lửa phun trào hàng nghìn km khối dung nham và cho núi lửa chỉ trong vài ngày hoặc vài tháng. Cho núi lửa trôi nổi trong khí quyển có thể chặn ánh sáng và nhiệt lượng của mặt trời và kéo dài hàng năm, thậm chí hàng chục năm. Trên thế giới, hiện có hơn 20 siêu núi lửa mà con người biết đến. Ngoại trừ siêu núi lửa Yellowstone, các siêu núi lửa còn lại vẫn đang ở trạng thái không hoạt động. Nhưng các nghiên cứu gần đây cũng cung cấp cho chúng ta một số thông tin không có lợi. Không giống như hầu hết các vụ phun trào núi lửa, siêu núi lửa không dễ dàng phun trào. Dung nham trong lòng đất tiến vào lớp vỏ trái đất, nhưng không thể tiếp cận bề mặt ngay lập tức. Vì vậy, với sự phun trào liên tục của dung nham trong lòng đất, sẽ làm tăng áp suất lên vỏ trái đất. Cuối cùng, sẽ xảy ra một vụ phun trào thảm khốc. Siêu núi lửa Yellowstone ở Hoa Kỳ rất nổi tiếng. Theo ghi chép lần phun trào gần đây nhất, diện tích khu vực dung nham núi lửa này ở Hoa Kỳ ít nhất lên tới 1 triệu km vuông, gấp 3 lần diện tích Việt Nam. Có thể nói, một khi núi lửa này phun trào, toàn bộ châu Mỹ sẽ là một biển lửa. Tình hình núi lửa Tambora ở Indonesia cũng tương tự. Lần phun trào nổi tiếng nhất của ngọn núi lửa này là vào năm 1815. Tác động của nó đã gây ra những thay đổi lớn trong mô hình khí hậu toàn cầu. Sau vụ phun trào núi lửa đó, khí hậu toàn cầu trở nên bất thường. Ở Ý có băng giá vào tháng 6 và Mỹ có tuyết vào tháng 7. Núi Tambora phun trào năm 1815 trực tiếp gây ra sự thất thu vụ mùa ở châu Âu và châu Mỹ. Sự phun trào của ngọn núi lửa này làm tử vong hơn 71.000 người. Tiếp theo đó, vô số người bị nạn đói và bệnh tật hoành hành. 5. Va chạm với tiểu hành tinh. Đối với thảm họa này, mặc dù con người có thể can thiệp ở một mức độ nào đó, nhưng một khi nó xảy ra thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho đến nay, con người đã theo dõi được 90% các hành tinh. Về cơ bản, các hành tinh này không thể va vào trái đất. Nhưng với 10% còn lại, chúng ta không thể theo dõi. Với sự thay đổi của ngoại lực, chúng có khả năng thay đổi quỹ đạo bất cứ lúc nào. Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, nếu một tiểu hành tinh có đường kính lớn hơn 1 km va chạm với trái đất, thì năng lượng có thể được tạo ra do va chạm sẽ tương đương hơn 100 lần tổng số vụ nổ bom hạt nhân trên thế giới. 6. Trí tuệ nhân tạo thống trị nhân loại.
trí tuệ nhân tạo chẳng phải là phát minh mà chúng ta tự hào nhất hiện giờ hay sao? Nó đã làm cho cuộc sống của chúng ta ngày nay trở nên thật phong phú, cải thiện đáng kể lao động và năng suất. Nó cũng mở ra khả năng nghiên cứu sáng tạo đối với những lĩnh vực con người chưa biết tới. Vậy làm sao một công nghệ như vậy có thể coi là thảm họa? Nhưng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, số lượng và chủng loại robot không ngừng tăng lên. Thậm chí, một số robot thậm chí còn có khả năng tư duy và ngôn ngữ của con người. Hiện nay, nhiều nhà khoa học chỉ ra rằng, trong tương lai, một khi robot vượt khỏi tầm kiểm soát của con người, nó có thể sẽ giống như trong phim bom tấn của Hollywood, robot muốn vùng lên và trở thành chủ nhân của loài người chúng ta. Cần biết rằng, quá trình tái tạo của con người đòi hỏi một quá trình, nhưng robot thì không cần. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng, tới lúc đó, không phải con người điều khiển robot, mà robot sẽ thống trị con người chúng ta. Trước khi qua đời, nhà vật lý nổi tiếng Hawking đã đưa ra lời cảnh báo con người cần phải học cách kiểm soát robot, nếu không hậu quả sẽ rất tai hại. 7. Hiện tượng sấm sét bất thường. Lời tiên tri thứ 7, bản thân tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được, đó là vấn đề khí hậu. Một số chuyên gia cho rằng khó khăn lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt hiện nay không phải dịch bệnh mà là thảm họa khí tượng. Trong vài thập kỷ qua, các quốc gia theo đuổi phát triển kinh tế, đổi mới công nghệ và sử dụng năng lượng, hy sinh môi trường tự nhiên. Sự gia tăng liên tục của lượng khí thải carbon trực tiếp dẫn đến gia tăng nhiệt độ toàn cầu, gieo mầm thảm họa khí hậu. Các chuyên gia cho rằng nếu không hành động, nhân loại sẽ phải hứng chịu những thảm họa khí hậu ngày càng nghiêm trọng hơn trong tương lai. Điều đáng lo ngại hơn là thời tiết khắc nghiệt có khả năng gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu. Tác động của thiên tai mang tới lúc đó sẽ khủng khiếp hơn cả các cuộc xung đột và dịch bệnh. 8. Những cuộc xung đột hạt nhân liên tiếp. Và thảm họa cuối cùng trong 8 tai họa lại đang ở gần chúng ta nhất. Các cuộc chiến, các cuộc xung đột là một trong những chủ đề muôn thuở của nhân loại chúng ta. Trong thời đại vũ khí lạnh, tác động của chúng đối với nhân loại vẫn còn rất nhỏ. Với sự phát triển của thời đại đến thời hiện đại, sức tàn phá của xung đột dường như đã lên đến đỉnh điểm. Sau khi Thế chiến thứ 2 kết thúc, nhiều loại siêu vũ khí của các quốc gia đã bắt đầu xuất hiện như măng mọc sau cơn mưa. Trong đó, được biết đến nhiều nhất phải là vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ trở nên nổi tiếng trong Thế chiến 2 vì hai quả bom hạt nhân. Theo dữ liệu liên quan, quả bom hạt nhân mà Hoa Kỳ sử dụng trong Thế chiến 2 suýt đã san bằng thành phố Hiroshima. Vào thời điểm quả bom hạt nhân phát nổ, hơn 70.000 người tử vong ngay lập tức và hơn 700.000 người đã qua đời do những di chứng mà bức xạ hạt nhân gây ra. Điều này cho thấy sức mạnh ghê gớm của bom hạt nhân. Chỉ cần khoảng 300 gram bom hạt nhân phát nổ cùng một lúc, mọi ngóc ngách của trái đất sẽ bị bức xạ hạt nhân xâm lấn. Khi đó, dù con người có may mắn thoát khỏi thì cũng phải chịu những di chứng đau đớn do bức xạ hạt nhân gây ra. Chúng ta thậm chí có thể vì ảnh hưởng bởi bức xạ hạt nhân mà mất đi sinh mệnh và đất nước nơi chúng ta sinh tồn. Tuy nhiên, việc đưa ra những tiên tri của các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử và đương đại không nhằm mục đích khiến mọi người sợ hãi mà có tác dụng cảnh báo trước để cho mọi người có sự chuẩn bị sớm. Đồng thời, đối mặt với sự trừng phạt của thiên nhiên, chúng ta cũng nên suy ngẫm và xem xét lại bản thân, thay đổi những tư tưởng và hành vi đi ngược với tự nhiên, thực sự thuận theo thiên đạo, thiên nhân hợp nhất. Video của chúng mình đến đây là hết. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những lời tiên tri này? Liệu chúng ta có thể tránh được những đại kiếp nạn khủng khiếp này không? Hãy comment ở phần bình luận phía bên dưới để chúng mình cùng thảo luận nhé. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.